Vâng, xin chào tất cả quý vị đến với video tiếp theo của Lạc Việt Audio. Và hôm nay Lạc Việt Audio sẽ thi công một hệ thống thanh phòng họp tại Bắc Giang. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vào khám phá xem là Lạc Việt Audio đã lắp đặt những thiết bị gì tại đây. Và đây là một phòng họp. Mà nói nhé. Và đây là những người vận hành hệ thống ở đây đang test và kiểm tra hệ thống. Ở đây được lắp đặt bao gồm 13 chiếc mic Paso Made in Italia và sẽ được lắp mới 4 chiếc loa Bose DM3C. Chủ đầu tư có tận dụng lại hai chiếc loa cũ. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đi về khu vực tổ kỹ thuật là xem hệ thống xử lý là sẽ có những gì. Và khu vực này thì là sẽ là khu vực đặt tổ kỹ thuật. Alo, alo. Và đây là khu vực tổ kỹ thuật này thì sẽ được lắp một quản lý nguồn, một thiết bị PDM để có thể xử lý tiếng mic tốt hơn, tiếng nhạc tốt hơn. Thiết bị PDM này cũng rất là quan trọng, giúp cho đa phần các chủ đầu tư là sẽ yêu cầu về cái độ nhạy của mic phải thật là lớn. Thì một thiết bị tiền khuếch đại để xử lý tín hiệu cũng là rất là quan trọng. Và tiếp theo là âm ly trung tâm Paso. Âm ly trung tâm này thì sẽ tổng hợp tất cả các tín hiệu của tất cả các mic bên ngoài này và tổng hợp đưa về đây thử xử lý. Thì sau khi đưa về âm ly trung tâm thì tín hiệu sẽ được đưa lên thiết bị PDM. Sau khi căn chỉnh cân bằng hệ thống thì sẽ được đưa xuống phần âm ly để khuếch đại tín hiệu, đưa tín hiệu ra loa. Lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Xin chào.